Hello tất cả anh em, xin mời tất cả anh em theo dõi cái cấu hình loa mới bên Huy nha. Hôm nay thì bên Huy sẽ cho ra mắt thêm một cấu hình loa kéo 3 bát, một cái phân khúc mới. Thì như mọi người biết rồi, ở thời gian những năm vừa qua thì bên Huy đa số cho ra mắt những sản phẩm loa kéo 3 bát có phân khúc giá từ 40 triệu và hơn 40 triệu. Nhưng mà hôm nay sẽ ra thêm một cái phân khúc mới, bộ này thì chỉ có hơn 30 triệu thôi. Và chính xác là 33 triệu nha mọi người. Thì hiện tại là clip này lên khuyến mãi và ưu đãi cho 3 khách hàng đầu tiên đặt hàng. Mọi người sẽ được giảm 2 triệu, tức là 33 sẽ được giảm 2 triệu, là còn 31 triệu ha. Đây là một cấu hình loa kéo 3 bát và sau này có thể nâng cấp được thêm loa luôn. Thì hiện tại ở đây là Huy đang đi đẩy 4 kênh mọi người. Một con đẩy ADD Pro 9040. Con đẩy này là hiện tại là Huy sử dụng có 3 kênh thôi, nó còn dư một kênh để sau này anh em vẫn có thể nâng cấp được luôn nha. Một cấu hình loa với cái giá rất là tốt và vẫn có thể nâng cấp được thêm loa nữa. Đó. Và cấu hình loa chép thì bên Huy vẫn dùng là chép 850 này. Ở dưới thì vẫn là súp cùng 100 từ 220 này. Ở bên cạnh đây là loa full 40 từ 190 16, và vẫn sử dụng vang số setup cho mọi người 6 chương trình khác nhau nha. Micro One Field 720. Đó, đây là cấu hình loa mọi người. Bộ này thì có giá niêm yết là 33 triệu ha, và sẽ giảm ngay 2 triệu cho 3 khách hàng đầu tiên đặt hàng. Sẽ giảm 2 triệu ra, tức là còn 31 triệu thôi. Đấy, đây là một cấu hình loa kéo 3 bát rất đẹp mắt và âm thanh rất là hay nha. Bây giờ xin mời tất cả khán giả theo dõi bên Huy test. Và khách hàng nào có nhu cầu trả góp thì bên Huy vẫn có hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em nha. Anh em, cái này để súp này. Để súp là súp lớn này. Đó, súp lớn này. Rồi Huy cho nhạc lớn lên này. Cho nhiều cái tiếng echo lên. Cái này thì theo phong cách nghiệp dư hơn.
thì sẽ cho cái tiếng echo nó nhiều hơn và giảm reverb lại xíu cho anh em nghe có hai chương trình ha. Vừa rồi thì tạm gọi là chương trình là nhiều tiếng reverb ít tiếng echo, bây giờ thì sẽ cho chương trình là nhiều tiếng echo và ít tiếng reverb. Rồi xin mời tất cả khán giả chúng ta nghe thử nhé. Rồi anh lại chào lên anh hát thử đi. Đó, vừa rồi là đó. Giờ đứng vừa rồi ngồi rồi. Đó, vừa rồi ngồi Huy cố tình là để cho anh ngồi trên đó là đánh trống. Ngồi trên là nhiều reverb và giờ đứng là nhiều echo ha. Rồi hát bài đó cho anh. Cái này thì khi anh em lấy thì bên Huy sẽ setup sẵn chương trình ở trong đó rồi. Về anh em chỉ cần bấm remote là tự động nó loát chương trình qua, anh em chúng ta không cần phải can thiệp, không cần phải chỉnh cái con vang số này nữa nha. Đây là chương trình nhiều tiếng echo nha, ít tiếng reverb. Tình đời khi trắng khi đen, người vui mãi đó nhưng giờ tôi chẳng thể quên. Mình sẽ cho nhiều tiếng echo thêm xíu nữa nha. Gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ, tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói mình. Cuộc đời khi có cho con, rồi khi không thiếu mọi người có đòi được không? Sau thì nhiều người kéo quanh yêu chung lắm khi lời nói yêu luôn cho lại người thôi. Nhưng cuộc đời chắc sao không vừa tay vơi, nhìn lại bên sau tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếc thương sao giờ xa lời, trong bóng đêm trong chung ngồi một mình thôi. Đó, vừa rồi là bên Huy đã setup sẵn hai chương trình ha. Cho tất cả khán giả chúng ta nghe thì chương trình đầu tiên là nhiều tiếng reverb và ít tiếng delay. Chương trình thứ hai là nhiều tiếng delay và ít tiếng reverb. Đó, thì đối với cấu hình loa kéo như thế này này thì anh em ta coi như là mọi người theo mọi người là chương trình nào nó sẽ phù hợp hơn thì mọi người có thể là comment bên dưới video cho Huy biết nha. Còn khi mà bên Huy setup và gửi với cho mọi người thì bên Huy sẽ setup sẵn tất cả các chương trình. Về anh em chúng ta chỉ cần bấm remote là tự động nó loát qua thôi cho anh em. Còn ở đây thì hôm nay Huy sẽ test hai chương trình để cho tất cả khán giả chúng ta có thể là đóng góp ý kiến ở bên dưới xem là mình thích là đối với cấu hình loa kéo này, mình thích là dùng sử dụng tiếng echo hay là sử dụng tiếng reverb thì mọi người có thể là comment bên dưới clip cho Huy biết nha. Và Huy xin nhắc lại, đây là một cấu hình loa kéo 3 bát phân khúc mới. Dòng này thì có cái giá khá là hấp dẫn, giá niêm yết là 33 triệu và hiện tại là bên Huy đang khuyến mãi cho 3 khách hàng đầu tiên đặt hàng sẽ được giảm 2 triệu. Đối với 3 khách hàng đầu tiên đặt hàng thì bộ này sẽ chỉ còn giá trị là 31 triệu thôi nha. Rồi mọi người thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video ha. Và bên Huy thì có hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em luôn. Anh em nào cần hỗ trợ trả góp thì liên hệ trực tiếp số tư vấn ở trên clip đây để bên Huy có thể là tư vấn cho mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau. Tạm biệt mọi người.